Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm thứ Ba, ngày 2 tháng 6, Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành luật này. Trước khi ký văn kiện quan trọng này, ông và đệ nhất phu nhân đã đến kính viếng đền thánh quốc gia Gioan Phaolô đệ nhị. Trong bối cảnh đó, những tranh luận liên quan đến phản ứng của Tổng thống đối với các cuộc bạo loạn trên khắp đất nước. Việc Tổng thống Donald Trump đến thăm đền thánh quốc gia Gioan Phaolô đệ nhị ở Washington đã gây ra các phản ứng trái chiều ngay trong giới Công giáo. Một phát ngôn viên của đền thờ nói rằng chuyến thăm này đã được lên kế hoạch từ lâu như một phần trong buổi lễ ký kết sắc lệnh hành pháp về tự do tôn giáo quốc tế. Trong khi đó, Đức Tổng giám mục Winston Gregory của Tổng giáo phận Washington lại ra một tuyên bố không hài lòng với chuyến viếng thăm ngôi đền của Tổng thống. Hướng dẫn báo chí hàng ngày của Tòa Bạch Ốc xác nhận từ hơn một tuần trước là Tổng thống Trump sẽ có chuyến thăm lịch trình đến đền thánh quốc gia Gioan Phaolô đệ nhị ở phía đông bắc thủ đô vào lúc 11 giờ 20 phút sáng thứ Ba. Chuyến thăm của Tổng thống diễn ra ngay trước khi ông ký một sắc lệnh hành pháp để thúc đẩy tự do tôn giáo quốc tế. Người phát ngôn của ngôi đền cũng xác nhận vào hôm thứ Ba rằng Tòa Bạch Ốc đã lên kế hoạch từ trước như một phần trong lễ ký sắc lệnh tự do tôn giáo quốc tế. Tuyên bố của đền thờ nhấn mạnh rằng điều này thật phù hợp vì Thánh Gioan Phaolô đệ nhị là người ủng hộ không mệt mỏi cho tự do tôn giáo trong suốt triều đại giáo hoàng của Ngài. Tự do tôn giáo quốc tế đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của lưỡng đảng, bao gồm cả việc đồng tâm nhất thông qua dự luật nhằm bảo vệ các Kitô hữu bị bắt bớ và các nhóm thiểu số tôn giáo trên khắp thế giới. Người phát ngôn của ngôi đền nói thêm rằng ngôi đền thờ chào mừng tất cả mọi người đến và cầu nguyện và tìm hiểu về di sản của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị bất kể là có dự trù trước hay không. Chuyến viếng thăm của Tổng thống diễn ra sau những đêm bất ổn vì bạo động tại Washington đã gặp phải sự chỉ trích từ Đức Tổng giám mục Washington. Trong một tuyên bố đưa ra sáng thứ Ba, Đức Tổng giám mục Winston Gregory của Washington DC cho biết: "Tôi thấy khó hiểu và đáng trách khi một cơ sở công giáo lại để mình bị lạm dụng và thao túng một cách nghiêm trọng đối với các nguyên tắc tôn giáo của chúng ta. Là điều kêu gọi chúng ta bảo vệ các quyền của tất cả mọi người, ngay cả những người mà chúng ta có thể không đồng ý với họ." Thánh Giáo Hoàng Phaolô đệ nhị là một người bảo vệ nhiệt tình cho quyền lợi và nhân phẩm của con người. Di sản của Ngài đưa ra một chứng tá sống động cho sự thật. Ngài chắc chắn sẽ không nhượng bộ cho việc sử dụng hơi cay và các biện pháp ngăn chặn khác để làm câm nín, giải tán hoặc đe dọa họ, để đổi lấy cơ hội chụp ảnh trước một nơi thờ phượng và một chốn bình an. Những lời chỉ trích này của Đức Tổng giám mục Winston Gregory liên quan đến một biến cố khác. Thật vậy, vào tối thứ Hai, Tổng thống Trump đã viếng thăm nhà thờ Anh giáo Thánh Gioan kế bên Tòa Bạch Ốc, nơi mà mọi tổng thống Hoa Kỳ tại chức, bắt đầu với James Madison, đều đã từng viếng thăm. Tổng thống Trump đứng bên ngoài nhà thờ trước ống kính cầm một quyển kinh thánh. Trước đó, ngôi nhà thờ đã bị thiệt hại do hỏa hoạn trong các cuộc biểu tình vào tối Chủ nhật. Vào thời điểm Tổng thống đứng bên ngoài nhà thờ, thủ đô Washington đang bước vào thời khắc 7 giờ tối là giờ giới nghiêm. Đám đông lúc đó đang đứng đối diện với quảng trường phía sau Tòa Bạch Ốc để phản đối cái chết của anh George Floyd và sự tàn bạo của cảnh sát. Theo Washington Examiner, cảnh sát đã giải tán đám đông bằng hơi cay và các vũ khí không gây chết người khác trên đường H phía sau công viên ở bên cạnh nhà thờ, nhưng không đá động gì đến trên khu phố đại lộ Vermont, nơi các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra bất chấp giới nghiêm. Việc giải tán đám đông trên đường H rõ ràng đã được thực hiện
để dọn đường cho Tổng thống đến thăm ngôi nhà thờ này, chứ không phải là nhằm thực thi lệnh giới nghiêm trong thành phố. Đền thánh quốc gia Gioan Phaolô đệ nhị chứa một thánh tích hạng nhất là máu của thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, cũng như một phòng triển lãm có thể tương tác về cuộc đời, những thành tựu và các sự kiện lịch sử quan trọng của ngài. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ đã chỉ định đền thờ này là một đền thờ quốc gia vào năm 2014. Một nhóm khoảng 200 người biểu tình đã tập trung vào sáng thứ ba gần đền thờ. Một số người biểu tình hô vang các khẩu hiệu như mạng sống của người da đen có giá trị và không có công lý, không có hòa bình. Trong khi một nhóm nhỏ những người biểu tình cầu nguyện với tràn chuỗi măng côi. Rivers nói với thông tấn xã Catholic News, gọi tắt là CNA, hôm thứ ba rằng chuyến viếng thăm của Tổng thống đã được sắp xếp trước và tập trung vào một vấn đề đã vượt qua được hố ngăn cách giữa hai đảng trong những năm gần đây. Đây là một tình huống rất khó khăn. Tôi không thể thấy được làm sao một đền thờ hoặc một nơi thờ phượng có thể từ chối một chuyến viếng thăm của bất cứ ai muốn tỏ lòng thành kính hoặc cầu nguyện ở đó, chứ đừng nói đến Tổng thống. Những người gọi Tổng thống là một người tội lỗi nên nhớ rằng Chúa Giê-xu thường xuyên gây ra các tranh cãi khi Ngài ăn uống và chào đón những người được coi là không được ưa chuộng hay không phù hợp trong suốt cuộc đời người. Tôi nghĩ rằng Chúa Giê-xu chào đón bất cứ ai, trong đó có Tổng thống Trump. Theo một quan chức chính quyền, sắc lệnh hành pháp về tự do tôn giáo quốc tế do Tổng thống Trump ký vào hôm thứ Ba là sự kết tục lời kêu gọi trước đó của ông là các quốc gia khác phải chấm dứt ngay việc đàn áp tôn giáo. Nó sẽ tích hợp lời kêu gọi này vào chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị và anh chị em, sau đây là tuyên bố của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về tình trạng kinh hoàng hiện nay. Việc giết hại anh Jacques Cloyd là một hành động vô nghĩa và tàn bạo, một tội lỗi kêu thấu đến trời cao để đòi công lý. Làm thế nào lại có thể xảy ra ngay tại Hoa Kỳ này những cảnh tượng kinh hoàng, trong đó cuộc sống của một người da đen có thể bị tước đoạt, trong khi những lời kêu cứu của anh không được trả lời, và sự giết hại anh được ghi hình lại khi nó đang xảy ra. Tôi đang cầu nguyện cho linh hồn anh Jacques Floyd và những người thân yêu của anh, và thay mặt cho các giám mục anh em của mình, tôi chia sẻ sự phẫn nộ của cộng đoàn da đen và những người đứng cùng với họ, và trên toàn quốc, sự tàn nhẫn và bạo lực mà anh ta phải chịu không phản ánh đa số những người nam nữ tốt lành trong lực lượng thực thi pháp luật, là những người thực hiện nhiệm vụ của mình trong danh dự. Chúng ta biết điều đó và chúng ta tin tưởng rằng chính quyền dân sự sẽ điều tra vụ giết hại anh ta một cách cẩn thận và bảo đảm những người chịu trách nhiệm phải bị trừng trị thích đáng. Tất cả chúng ta nên hiểu rằng các cuộc biểu tình mà chúng ta đang thấy trong các thành phố của chúng ta phản ánh sự thất vọng và sự tức giận chính đáng của hàng triệu anh chị em chúng ta, những người thậm chí ngày nay vẫn phải trải qua sự coi thường, sỉ nhục và không có cơ hội bình đẳng chỉ vì chủng tộc hoặc màu da của họ. Xã hội Hoa Kỳ không nên diễn ra như thế. Phân biệt chủng tộc đã được dung thứ quá lâu trong cách sống của chúng ta. Mục sư Martin Luther King đã nói thật chí lý: bạo loạn là ngôn ngữ của những người không được lắng nghe. Chúng ta nên lắng nghe nhiều hơn ngay từ bây giờ. Lần này, chúng ta phải lắng nghe những gì mọi người nói qua nỗi đau của họ. Cuối cùng, chúng ta cần phải thoát khỏi sự bất công chủng tộc vẫn còn lây nhiễm quá nhiều trong các lĩnh vực trong xã hội Mỹ. Tuy nhiên, bạo lực của những đêm gần đây là tự hủy hoại và tự đánh bại mình. Chúng ta chẳng đạt được gì qua bạo lực và rất nhiều mất mát. Chúng ta hãy tập chú vào phần thưởng là sự thay đổi thực sự và lâu dài. Các cuộc biểu tình hợp pháp không nên được khai thác bởi những người có các giá trị và các chương trình nghị sự khác nhau. Đốt phá và cướp bóc cộng đồng, hủy hoại sinh kế của những người lân cận của chúng ta,
không thúc đẩy chính nghĩa bình đẳng chủng tộc và phẩm giá con người. Chúng ta không nên để anh George Floyd chết một cách vô lý. Chúng ta nên tôn vinh sự hy sinh của cuộc đời anh bằng cách loại bỏ sự phân biệt chủng tộc và sự căm ghét khỏi trái tim của chúng ta, và canh tân cam kết thực hiện lời hứa thiêng liêng của đất nước chúng ta là trở thành một cộng đồng yêu quý cuộc sống, tự do và bình đẳng cho tất cả mọi người. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ.